video mới nhất của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng máy sấy than hoa. Hiện tại đang còn 1:10:13 tổng thời gian sấy là 20:35. Áp suất buồng sấy là 315 mm. Sấy xong hiện tại thì còn 4 phút nữa là xong. Còn khoảng 1:40 nữa là xong. Giờ tôi sẽ xong thì mình sẽ hướng dẫn bạn cái là vận hành cũng như là cái thao tác có liên quan. Chế độ đây là không cần rã đông, sấy thêm rã đông. Cái đây mình chọn sẽ chọn chế độ rã đông để gỡ cái tiết này ra.